Xin mến chào quý khán giả của kênh Luyện Tua Gai. Tiếp tục loạt video đọc và chú giải truyện Kiều. Hôm nay xin giới thiệu cùng quý khán giả phần 21 Sở Khanh Lừa Kiều, từ câu 1055 đến câu 1130. Video có 3 phần như thường lệ. 1. Tóm tắt nội dung đoạn thơ. 2. Đọc thơ. Và 3. Chú giải chi tiết từng câu chữ khó hiểu trong đoạn thơ. Sau đây là phần 1, phần tóm tắt nội dung. Ở phần trước, Tú Bà cho Kiều ra ở lầu Ngưng Bích. Mụ hứa để Kiều ở đây để tìm nhà xứng đáng gả cưới nàng. Nhưng thực ra mụ đang giam lỏng nàng để chuẩn bị một mưu kế xấu xa khác, nhằm buộc nàng phải quy phục mà theo lời mụ. Phong cảnh lầu Ngưng Bích vắng lặng, trống trải khiến nàng lại thấy buồn bã, chán nản và cô đơn. Đó là nội dung phần trước. Tiếp tục phần 21 hôm nay. Buồn tủi vì phải sống cô đơn nơi đất khách quê người, thương cha mẹ, nhớ người yêu, Kiều làm một vài câu thơ cho vơi đi nỗi niềm trong lòng. Chung quanh những nước non người, đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu. Vừa ngâm mấy câu thơ, nàng nghe tiếng có người bên kia tường họa vần theo bài thơ của nàng. Nhìn sang, nàng thấy đó là chàng trai trẻ, ăn mặc tề chỉnh, bề ngoài có vẻ chải chuốt, xem ra hình như thuộc dòng dõi văn nhân học thức. Hỏi dò ra, Kiều mới biết đó là chàng Sở Khanh. Một chàng vừa trạc thanh xuân, hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng, nghĩ rằng cũng mạch thư hương, hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh. Nhìn thấy nàng Kiều qua bức màn song cửa sổ, Sở Khanh cũng ra chiều quan tâm lắm. Than ôi sắc nước hương trời, tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây. Chàng nói và tỏ ra cảm thương cho hoàn cảnh của Kiều, rồi ngỏ lời sẽ giúp nàng thoát khỏi cuộc sống giam hãm nơi lầu Ngưng Bích, thoát khỏi móng vuốt của Tú Bà. Thuyền quyên vi biết anh hùng, ra tay tháo củi sổ lồng như chơi. Sở Khanh đi rồi, nhưng những lời của y vẫn không làm nàng hết suy nghĩ. Những lời cảm thông của Sở Khanh làm cho nàng vơi đi nỗi bơ vơ nơi đất khách quê người. Tin vào lời Sở Khanh, Kiều đã viết một bức thư kể hết sự tình của nàng và ngỏ ý nhờ Sở giúp nàng. Đánh liều nhắn một hai lời, nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. Mảnh tiên kể hết xa gần, nỗi nhà báo đáp nỗi thân lạc loài. Ngay chiều hôm ấy, họ Sở đã gửi thư phúc đáp. Trong thư có đề hai chữ Tích Việt. Cứ theo ý tứ mà suy, ngày 21 giờ Tuất chàng sẽ đến. Mở xem một bức tiên mai, rành rành Tích Việt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 Tuất thì phải chăng? Đúng như đã hẹn, giờ Tuất ngày 21, Sở Khanh đến dẫn nàng đi trốn. Mặc dù còn đôi chút nghi ngại, nhưng rồi Kiều cũng liều nhắm mắt đưa chân theo Sở. Nghe lời nàng đã sinh nghi, sông đà quá đối quản gì được thân. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Đêm ấy Kiều và Sở Khanh đã lẻn ra ngoài, mỗi người một ngựa đã được Sở Khanh chuẩn bị sẵn. Sở Khanh cưỡi ngựa đi phía trước, nàng giục ngựa theo sau. Họ đi cho đến lúc trời gần sáng, khi trăng đang khuất dần trên đỉnh Non Ngàn, khi tiếng gà bắt đầu xáo xác từ bốn phía, bỗng nàng nghe ở mé sau có tiếng huyên náo rộ lên. Tiếng ồn ào làm nàng bồn chồn lo lắng. Đương lúc ấy, Sở Khanh giục ngựa rẽ lối chạy mất, để nàng Kiều lại một mình khấp khểnh trên chặng rừng mù tối. Tiếng gà xao xác gáy mau, tiếng người đâu đá mẽ sâu dậy dàng. Nàng càng thổn thức gan vàng, Sở Khanh đá rẽ dây cương lối nào. Một mình không biết làm sao, dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng. Hết phần tóm tắt nội dung. Bây giờ
mời quý khán giả sang phần đọc thơ. Hết phần đọc thơ, quý khán giả nhớ giữ kênh xem phần quan trọng nhất là phần chú giải. Truyện Kiều, phần đọc thơ từ câu 1055 đến câu 1130, phần 21, Sở Khanh lừa Kiều. Chung quanh những nước non người, đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu, ngậm ngùi rủ bước rèm châu, cách tường nghe có tiếng đâu họa vần. Một chàng vừa tạc thanh xuân, hình dong chải chuốt áo khăn dịu dàng, nghĩ rằng cũng mạch thư hương, hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh. Bóng Nga thấp thoáng dưới mảnh, trong nàng chàng cũng ra tình đeo đai. Than ôi sắc nước hương trời, tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây. Dã đành trong nguyệt trên mây, hoa sao hoa khéo đọa đầy bẫy hoa. Tức gan riêng giận trời già, lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng. Thuyền quyên ví biết anh hùng, ra tay tháo cúi sổ lồng như chơi. Sông thu đã khép cánh ngoài, tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh. Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, cảm lòng chua xót nhạt tình chơ vơ. Những là lần lửa nắng mưa, kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi. Đánh liều nhắn một hai lời, nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. Mảnh tiên kể hết xa gần, nỗi nhà báo đáp nỗi thân lạc loài. Tan sương vừa rạng ngày mai, tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang. Trời Tây láng đáng bóng vàng, phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi. Mở xem một bức tiên mai, rành rành tích Việt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng. Chim hôm thoi thót về rừng, đóa trà mi đã ngập gương nửa vành. Tường đông lay động bóng cành, rẽ sông đã thấy Sở Khanh lẻn vào. Sượng sùng đánh dạn ra chào, lại thôi nàng mới rỉ tai ân cần. Rằng tôi bèo bọt chút thân, lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh. Dám nhờ cốt nhục tử sinh, còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau. Lặng nghe tổng tiệp gật đầu, ta đây nào phải ai đâu mà rằng. Nàng đà biết đến ta chăng, bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi. Nàng rằng muôn sự ơn người, thế nào xin quyết một bài cho xong. Rằng ta có ngựa truy phong, có tên dưới trướng vốn dòng Kiện Nhi. Thừa cơ lẻn bước ra đi, 36 trước trước gì là hơn. Dù khi gió kép mưa đơn, có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì. Nghe lời nàng đã sinh nghi, sông đà quá đối quản gì được thân. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Cùng nhau lẻn bước xuống lầu, song song ngựa trước ngựa sau một đoàn. Đêm thâu khắc lậu canh tàn, gió cây trút lá trăng ngàn ngập gương. Lỗi mòn cỏ nhợt mù sương, lòng quê đi một bước đường một đau. Tiếng gà sao xác gãy mau, tiếng người đâu đã mái sâu dậy dàng. Nàng càng thổn thức gan vàng, Sở Khanh đã rẽ
dây cương lối nào. Một mình không biết làm sao, dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng. Họa nhi thật có nỡ lòng, làm chi dày tía vỏ hồng lắm nâu. Hết phần đọc thơ, bây giờ mời quý khán giả sang phần chú giải. Truyện Kiều, phần chú giải từ câu 1055 đến câu 1130. Phần 21, Sở Khanh lừa Kiều. Hai câu, câu 1055 và câu 1056, chung quanh những nước non người, đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu. Chú giải 1, nước non người chỉ nơi chốn xa lạ, đất khách quê người. Chú giải 2, lưu lạc, lưu là trôi chảy, lạc là rơi rụng, suy đồi, sa sút. Nghĩa của cả từ lưu lạc là sống ở xa quê hương, khi ở nơi này, khi ở nơi khác, sống lang thang, cơ cực, nơi đất khách quê người. Chú giải 3, vài bốn câu là vài bốn câu thơ. Vài bốn câu theo ý của ông Ngô Minh Trực là bài thơ bốn câu ba vần, hay nói cách khác là bài thơ tứ tuyện. Vài bốn câu theo ông Lê Văn Hòe có thể kiểu làm bài thơ bát cú. Chung quanh những nước non người, đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu. Hai câu ý là nàng Kiều đau lòng vì phải lưu lạc nơi đất khách quê người, chung quanh toàn cảnh xa lạ, buồn bã, nàng làm vài bốn câu thơ cho khuây khỏa nỗi niềm. Câu 1057 và câu 1058. Ngậm ngùi rượu bức rèm châu, cách tường nghe có tiếng đâu họa vần. Chú giải 4, rèm châu tức là rèm có đính ngọc tai, chỉ bức rèm quý. Chú giải 5, ngậm ngùi tức là cảm thấy buồn rầu, đau xót một cách thầm lặng và sâu sắc. Chú giải 6, họa vần là theo vần của một bài thơ mà làm một bài thơ khác. Cách tường nghe có tiếng đâu họa vần có thể tác giả lấy ý từ điển tích ở tuồng Tây Sương Ký, cách tường nhi thu họa đáo thiên minh, hai người ngồi cách bức tường và sướng họa với nhau từ tối đến sáng. Ngậm ngùi rượu bức rèm châu, cách tường nghe có tiếng đâu họa vần. Hai câu tiếp ý của hai câu trên. Ngâm thơ xong, ngậm ngùi rượu bức rèm châu xuống mà nghĩ ngợi, bỗng Kiều nghe ở mé sau tường có tiếng ai ngâm thơ họa vần bài thơ của nàng. Từ câu 1059 đến câu 1062. Một chàng vừa trạc thanh xuân, hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng, nghĩ rằng cũng mạch thư hương, hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh. Chú giải 7, trạc đồng nghĩa với độ, tầm. Chú giải 8, thanh xuân là đương tuổi thanh xuân, thanh niên, đương còn trẻ trung. Chú giải 9, hình dong là hình dung, hình là dáng vẻ bề ngoài, dung là khuôn mặt. Chú giải 10, chải chuốt là có hình thức chải chuốt sửa sang tô điểm một cách công phu, có phần cầu kỳ. Chú giải 11, dịu dàng là tỏ ra mềm mỏng, nhẹ nhàng, có tác dụng gây cảm giác dễ chịu, tác động êm nhẹ đến các giác quan hoặc đến tinh thần. Chú giải 12, mạch thư hương, mạch là mạch đất, dòng dõi. Thư hương là hương thơm sách vở. Mạch thư hương là dòng dõi nhà nho, nền nếp nhà học trò, kế thừa nghiệp cũ của cha ông. Chú giải 13, hỏi ra tức là hỏi dò ra. Chú giải 14, Sở Khanh, tên của người con trai họa thơ với Kiều. Thực chất Sở Khanh là một gã ăn chơi, chuyên đi lừa gạt những cô gái nhẹ dạ non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm sống. Kiều cũng là một trong những nạn nhân bị hắn lừa, vì nàng đã dựa vào vẻ bề ngoài trau chuốt, có vẻ tri thức và những lời nói ngọt ngào mà nàng không biết
đó là những lời dối trá của hắn mà tin tưởng hắn. Vì truyện Kiều có nhiều ảnh hưởng lớn trong nền văn hóa Việt Nam, chữ Sở Khanh nay đã được sử dụng trong tiếng Việt với nghĩa là một người hay đi lừa tình. Ca dao có câu: anh đây thật đấng trai lành, chẳng thèm theo thói Sở Khanh phụ nàng. Bốn câu thơ: một chàng vừa trạc thanh xuân, hình trong trải chuốt, áo khăn dịu dàng, nghĩ rằng cũng mạch thư hương, hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh, được viết lại bằng văn chuôi như sau. Nàng nhìn xuống, thấy một chàng thanh niên, người trông có vẻ trải chuốt lịch sự, ăn mặc áo khăn trông dịu dàng phong nhã. Nàng nghĩ rằng người đó chắc cũng xuất thân từ gia đình học thức. Sau nàng hỏi ra mới biết đó là chàng Sở Khanh. Câu 1063 và câu 1064: bóng Nga thấp thoáng dưới mảnh, trông nàng chàng cũng ra tình đeo đai. Chú giải 14: bóng Nga tức là bóng nàng hằng Nga, chỉ bóng mặt trăng. Trong trường hợp này, có thể tác giả vừa nói về bóng mặt trăng theo nghĩa thực, cũng vừa ẩn dụ bóng Nga tức là bóng người đẹp, chỉ bóng nàng Kiều. Chú giải 15: đeo đai là tiếng cổ, nghĩa là quyến luyến, vẫn vương, không thể dứt ra được. Chú giải 16: ra tình tức là ra vẻ, làm ra vẻ. Bóng Nga thấp thoáng dưới mảnh, trong nàng chàng cũng ra tình đeo đai. Hai câu ý là: thấy bóng Kiều thấp thoáng sau tấm rèm, chàng ta tức là Sở Khanh cũng làm ra vẻ quyến luyến với nàng lắm. Câu 1065 và câu 1066: than ôi sắc nước hương trời, tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây. Chú giải 17: sắc nước hương trời cũng có nghĩa là quốc sắc thiên hương, chỉ người con gái đẹp. Chú giải 18: lạc loài tức là sống bơ vơ nơi xa lạ, nơi chẳng tốt đẹp gì. Than ôi sắc nước hương trời, tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây. Hai câu ý là: Sở Khanh kêu lên: thương ôi, người con gái tuyệt sắc thế này mà sao bỗng phải lạc loài đến nơi đây. Câu 1067 và câu 1068: dã đành trong nguyệt trên mây, hoa sao hoa khéo đọa đầy bẫy hoa. Chú giải 19: giá tức là phẩm giá, giá trị. Chú giải 20: đành nghĩa trong câu là cố nhiên hay vốn thế. Chú giải 21: trong nguyệt trên mây, ý nói tuyệt sắc như nàng hằng Nga trong cung nguyệt, hay tiên nữ trên cung mây. Chú giải 22: hoa được sánh với người con gái đẹp, ở đây chỉ nàng Kiều. Chữ hoa được lặp đi lặp lại, nhấn mạnh vẻ đẹp như hoa của nàng Kiều. Chú giải 23: đọa đày là bắt phải chịu một cuộc sống khổ cực. Chú giải 24: khéo nghĩa trong câu Kiều tức là rõ thật là, nghĩa này mang hàm ý trách móc. Chú giải 25: bấy nghĩa là giường ấy. Dã đành trong nguyệt trên mây, hoa sao hoa khéo đọa đầy bấy hoa. Hai câu có thể viết lại bằng văn chuôi như sau: vẻ đẹp của nàng cố nhiên xứng đáng sánh ngang với nàng hằng Nga trong cung nguyệt, hay tiên nữ trên cung mây. Vậy mà sao trời nỡ đầy đọa trang tuyệt sắc gia nhân đến mức này hả trời. Từ câu 1069 đến câu 1072: tức gan riêng giận trời già, lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng. Thuyền quên ví biết anh hùng, ra tay tháo cúi sổ lòng như chơi. Chú giải 26: tức gan tức là nổi giận, quá tức. Ta có các thành ngữ liên quan như tức sôi gan sôi ruột, tức bầm gan tím ruột, hay tức nổi gan nổi ruột. Chú giải 27: trời già, trời già do từ chữ lão thiên dịch ra. Chữ Hán có câu: lão thiên lưu nhân thường đa ác thái, trời già trêu người nhiều thói ác. Chú giải 28: lòng, chữ lòng ở đầu câu là Sở Khanh tự nói về lòng mình, còn chữ lòng ở cuối câu
là Sở Khanh hỏi Long Kiều, hai chữ chỉ riêng hai người. Chú giải 29, Thuyền Quyên chỉ người con gái dịu dàng, xinh đẹp. Từ này Duy Luyện đã chú giải chi tiết trong phần 15 đọc và chú giải truyện Kiều qua câu xót nàng chút phận Thuyền Quyên. Chú giải 30, ví đồng nghĩa với giá hay nếu, những tiếng đặt trong câu để nêu lên giả thuyết. Chú giải 31, tháo cúi sổ lồng, tức là cứu thoát khỏi cảnh giam hãm, giống như súc vật được tháo cúi, chim chóc được sổ lồng, được tự do. Nghĩa sâu xa, tức là giải thoát cho nàng Kiều khỏi cảnh sống giam hãm, tù túng, buồn khổ. Chú giải 32, như chơi, tức là như trò chơi, ý là không khó khăn gì. Tức gan riêng giận trời già, lòng này ai tỏ cho ta hỡi lòng. Thuyền Quyên ví biết anh hùng, ra tay tháo cúi sổ lồng như chơi. Bốn câu là lời Sở Khanh đứng ở ngoài nói to để Kiều ở sau bức màn nghe rằng: ôi, ta giận sôi gan sôi ruột lão trời già ác độc này quá. Liệu tấm lòng của ta có ai thấu tỏ cho ta hỡi người? Giá người đẹp hiểu được tấm lòng của kẻ anh hùng, ta sẽ có cách ra tay giải thoát nàng khỏi cảnh giam hãm không khó khăn gì. Câu 1073 và câu 1074. Sông thu đã khép cánh ngoài, tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh. Chú giải 31, sông thu là cửa sổ mùa thu. Chú giải 32, đồng vọng là vọng từ xa vang vẳng. Chú giải 33, sắt đanh tức là chắc chắn như sắt như đinh. Lời sắt đinh là lời nói chắc chắn, lời nói quả quyết. Tục ngữ có câu lời nói chắc chắn như đinh đóng cột. Sông thu đã khép cánh ngoài, tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh. Hai câu ý là cửa sổ đã khép lại, nhưng trong đầu nàng vẫn vang vọng văng vẳng những lời quả quyết của Sở Khanh. Câu 1075 và câu 1076. Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, cám lòng chua xót nhạt tình chơ vơ. Chú giải 34, cám lòng chua xót ý nói Kiều cảm động vì Sở Khanh thương xót đến cảnh sống lưu lạc của nàng. Chú giải 35, nhạt tình chơ vơ, Thúy Kiều cảm thấy bớt bơ vơ ở nơi đất khách quê người nhờ lòng thương xót của Sở Khanh. Nghĩ người thôi lại nghĩ mình, cám lòng chua xót nhạt tình chơ vơ. Hai câu ý là nàng Kiều ngồi ngẫm nghĩ đến lời nói nghĩa khí, đến lòng dạ của chàng ta, rồi lại nghĩ đến cảnh cơ cực của mình, cảm thấy chàng có lòng chua xót cho mình, khiến lòng nàng cũng đỡ, cũng nhạt bớt những nỗi lẻ loi bơ vơ. Từ câu 1077 đến câu 1080, những là lần lửa nắng mưa, kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi. Đánh liều nhắn một hai lời, nhờ tay tế độ vớt người trầm luôn. Chú giải 36, nắng mưa cũng giống rầy nắng mai mưa, chỉ thời gian trôi đi. Chú giải 37, lần lửa là trì hoãn, lui lại thời gian sau. Chú giải 38, những là ý nói bao nhiêu là. Chú giải 39, kiếp phong trần, phong trần là gió bụi, kiếp sống vất vả cơ cực như chịu cảnh gió bụi trên đường dài. Chú giải 40, biết bao giờ, tức là không biết bao giờ. Chú giải 41, tế độ, tức là cứu vớt chúng sanh. Tế là đưa đò qua sông, độ là giúp đỡ. Theo Phật giáo, thế gian là một biển khổ, Phật pháp như một con đò cứu vớt chúng sanh vượt qua biển khổ để đưa sang bên kia bờ giác ngộ. Chú giải 42, trầm luân là chìm đắm. Những là lần lửa nắng mưa, kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi. Đánh liều nhắn một hai lời, nhờ tay tế độ vớt người trầm luân. Bốn câu là suy nghĩ của nàng Kiều rằng nếu mình cứ lần lửa ngày tháng trôi đi thì không biết khi nào mới thoát khỏi cảnh phong trần buồn khổ này, chi bằng ta cứ liều một phen, nhắn một vài lời, nhờ tay nghĩa hiệp ra tay tế độ cứu vớt mình khỏi chìm đắm trong bể khổ này. Câu 1081 và câu 1082. Mảnh tiên kể hết xa gần, nỗi nhà báo đáp
nỗi thân lạc loài. Chú giải 43 mảnh tiên. Tiên là giấy hoa tiên, loại giấy dùng để viết thư ngày xưa. Chú giải 44 nỗi nhà báo đáp, ý là kiều kể những tai họa ập đến với gia đình nàng và nàng phải bán mình chuộc cha và em báo đáp ơn trinh thành. Chú giải 45 nỗi thân lạc loài, kiều nói về hoàn cảnh hiện tại bơ vơ nơi đất khách quê người, không người thân thích. Mảnh tiên kể hết xa gần, nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc loài. Hai câu ý là kiều lấy mảnh giấy hoa tiên viết thư cho Sở Khanh. Trong thư nàng kể hết mọi sự tình từ trước đến nay, từ chuyện những tai ương ập đến cho gia đình nàng để đền đáp chữ hiếu nàng phải bán mình chuộc cha và em. Rồi nàng kể chuyện hiện nay, chuyện bị lừa rơi vào lầu xanh, phải sống cuộc sống cô đơn buồn tủi, không bạn bầu, không người thân thích bên cạnh mình. Câu 1083 và câu 1084. Tan sương vừa rạng ngày mai, tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang. Chú giải 46, tiện hồng là tiện có người đưa thư. Hồng tức là chim hồng, ở đây thay chữ nhạn. Trong văn học xưa thường dùng tin nhạn để chỉ tin tức. Vì sao có nghĩa này, Duy Luyện đã giải thích chi tiết ở phần 17 qua câu tin nhạn vẩn, lá thư bời, đưa người cửa trước, rước người cửa sau. Nhưng theo nguyên truyện thì Thúy Kiều nhờ thằng tiểu đồng câm của Sở Khanh đưa thư. Chú giải 47, tan sương tức là sáng sớm, sương vừa tan. Tan sương vừa rạng ngày mai, tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang. Hai câu ý là vừa rạng sáng hôm sau, khi trời vừa tan sương, tiện có người đưa thư, nàng Kiều lên gửi bức thư với những nhắn gửi nhờ cậy nàng đã viết sẵn cho Sở Khanh. Câu 1085 và câu 1086. Trời Tây láng đáng bóng vàng, phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi. Chú giải 48, láng đáng tức là di động chậm chạp, nhẹ nhàng, khi ẩn khi hiện, khi gần khi xa, mờ mờ ảo ảo. Chú giải 49, bóng vàng là bóng mặt trời chiều. Láng đáng bóng vàng, ý nói ánh nắng nhẹ yếu ớt vào buổi chiều. Chú giải 50, phúc thư là thư phúc đáp, thư viết trả lời. Trời Tây láng đáng bóng vàng, phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi. Hai câu ý là khi mặt trời chiều chiếu xuống yếu ớt, Kiều đã nhận được thư trả lời từ chàng Sở Khanh. Từ câu 1087 đến câu 1090, mở xem một bức tiên mai, rành rành tích Việt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng. Chú giải 51, tiên mai tức là mai tiên, giấy viết thư có hình vẽ hoa mai. Chú giải 52, tích Việt là hai chữ ám hiệu của Sở Khanh hẹn ngày đi trốn. Hai chữ này theo giải thích của ông Đàm Duy Tạo như sau: tích Việt thư, Sở Khanh trả lời Kiều chỉ có hai chữ tích Việt. Phân tích hai chữ này thì ra chữ tích là ghép ba chữ chấp, nhất, nhật, ngày 21, và chữ Việt là ghép hai chữ tuất tức là giờ tuất và tẩu là chạy. Các chữ ghép ấy họp lại thành câu năm chữ chấp, nhất, nhật, tuất, tẩu, tức là Sở Khanh hẹn ngầm với Kiều đến giờ tuất ngày 21 thì hắn mang Kiều đi trốn. Chú giải 53, ý tứ là những suy nghĩ sâu lắng được gửi gắm trong lời nói và chữ viết. Mở xem một bức tiên mai, rành rành tích Việt có hai chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tốt thì phải chăng. Bốn câu ý là nàng Kiều mở phong thư ra xem, thấy trên tờ giấy hoa tiên có vẽ hình bông mai, chỉ có ghi rõ ràng hai chữ tích Việt. Lấy ý tứ phân tích hai chữ này ra mà suy đoán thì nghĩa hai chữ này phải chăng chàng hẹn đến ngày 21 vào hồi giờ tuất thì chàng đến. Từ câu 1091 đến câu 1094, chim hôm thoi thót về rừng, giá trà mi đã ngậm trăng nửa vành. Tường đông lay động bóng cành, rẽ xong đã thấy Sở Khanh lẹn vào. Chú giải 54, chim hôm là chim buổi chiều hôm. Chú giải 55, thoi thót là thưa thớt,
lẻ tẻ và có vẻ mệt mỏi. Chú giải 56 giá nghĩa là khung giàn, giá trà mi nghĩa là giàn trà mi. Chú giải 57 trăng nửa vành là trăng khuyết, ngậm trăng nửa vành ý nói vầng trăng khuyết chiếu vào giàn trà mi, ban đêm hoa trà mi khép lại như đang ngậm trăng. Chú giải 58 lẻn là vào một cách lén lút không cho biết. Chú giải 59 bóng cành là bóng của cành cây, tường đông lay động bóng cành, rẽ xong đã thấy sở khanh lẻn vào. Trong trường hợp này có thể sở khanh leo lên cây, làm cây lay động, truyền qua và rẽ cửa lên lầu cao vào nơi kiều ở. Chim hôm thoi thót về rừng, giá trà mi đã ngậm trăng nửa vành, tường đông lay động bóng cành, rẽ xong đã thấy sở khanh lẻn vào. Bốn câu có thể viết lại bằng văn chui như sau: trời chạng vạng khi một vài con chim lẻ tẻ mệt mỏi bay về rừng, vầng trăng khuyết rải những ánh sáng vàng xuống giàn trà mi trong vườn, bỗng thấy bóng cành cây ở mé tường phía đông lay động, và liền sau đó thấy sở khanh rẽ cửa sổ ra mà lẻn vào. Câu 1095 và câu 1096: sượng sùng đánh dạng ra chào, lạy thôi nàng mới rỉ tai ân cần. Chú giải 60 sượng sùng là lúng túng ngại ngùng. Chú giải 61 đánh dạng là tự ép mình làm một việc gì đó mà mình không muốn làm vì ngại ngùng. Chú giải 62 thôi từ dùng chỉ một đoạn thời gian, đồng nghĩa với các từ chập, đoạn, hồi. Chú giải 63 lạy, cái lạy ngày xưa là để tỏ ý phục tùng, tôn kính hay biết ơn. Chú giải 64 rỉ tai tức là nói nhỏ, nói khẽ. Chú giải 65 ân cần tức là khẩn khoản. Sượng sùng đánh dạn ra chào, lại thôi nàng mới rỉ tai ân cần. Hai câu ý là Kiều cảm thấy ngại ngùng lúng túng, nhưng rồi đánh liều bạo dạn ra chào sở khanh, rồi nàng lại hắn một lúc và khẩn khoản nói khẽ với hắn. Từ câu 1097 đến câu 1100: rằng tôi bèo bọt chút thân, lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh. Dám nhờ cốt nhục tử sinh, còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau. Chú giải 66 bèo bọt hay bọt bèo là bọt nước và cánh bèo. Bọt nước dễ bị tan vỡ, bèo cũng là loại thực vật trôi nổi lênh đênh trên mặt sông. Trong văn học, chữ bọt bèo dùng để ví thân phận hèn mọn, không nơi nương tựa, lưu lạc lẻ loi. Chú giải 67 chút thân là tấm thân nhỏ mọn, nhỏ bé, không giá trị. Chú giải 68 lạc đàn là bị tách khỏi đàn của mình, tức là tách rời khỏi gia đình, thân thuộc. Chú giải 69 nợ nần yến anh là cái nợ của người con gái phải bán thân vào chốn lầu xanh làm gái làng chơi. Chú giải 70 cốt nhục tử sinh, lời rút ngắn từ câu cốt nhi nhục chi, tử nhi sinh chi, làm cho xương lại mọc thịt, chết lại hóa sống, ý nói xin cứu vớt cho thoát khỏi nạn to như cải tử hoàn sinh. Chú giải 71 kết cỏ, kết cỏ đời Xuân Thu Ngụy Thù nước Tấn có một người vợ trẻ đẹp, khi Ngụy Thù sắp chết liền dặn con là Ngụy Khỏa phải đem người vợ lẽ ấy chôn chung vào một áo quan. Ngụy Thù chết, Ngụy Khỏa cho người vợ lẽ của cha về không đem chôn sống. Sau này Ngụy Khỏa làm tướng đi đánh Đỗ Hồi là tướng nước Tần. Đỗ Hồi là một tướng khỏe mạnh có tiếng, Ngụy Khỏa đánh sắp thua, tự nhiên Đỗ Hồi vấp ngã bị Ngụy Khỏa đâm chết. Đêm về Ngụy Khỏa nằm mơ thấy cha của người vợ lẽ của cha mình hiện lên nói rằng: tôi cảm ơn ông đã không chôn sống con gái tôi, nên tôi kết cỏ cuốn vào chân Đỗ Hồi cho nó vấp ngã. Chú giải 72 ngậm vành, đời Đông Hán Dương Bảo đi đường thấy một con chim sẻ vàng bị chim cắt đánh rơi xuống, chim sẻ què chân gãy cánh quằn quại kêu la thảm thiết, Bảo đem về chăm sóc, đến khi chim sẻ lành mạnh liền cho bay đi. Một hôm có một chàng trai tuấn tú mặc áo vàng đến nói với Bảo: tôi là sứ giả của bà Tây Phương Mẫu, chẳng may gặp nạn,
may nhờ ông cứu, ơn ấy chẳng quên. Vậy xin dâng ông 4 vòng ngọc quý, chúng sẽ làm cho 4 đời nhà ông được hưởng phú quý sang trọng, làm đến chức tam công. Dương Bảo nhận lấy vòng, chưa kịp tạ ơn thì chàng trai áo vàng biến mất. Quả nhiên về sau họ Dương 4 đời đều sang cả, vì những chiếc vòng ấy như nhắc nhở họ Dương đời đời làm điều thiện. Từ 2 điển tích trên, nghĩa của kết cỏ ngậm vành là tạ ơn về sau. Rằng tôi bèo bọt chút thân, lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh, dám nhờ cốt nhục tử sinh, còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau. 4 câu là lời Kiều khẽ nói với Sở Khanh rằng: tôi một chút thân yếu ớt hèn mọn, như vết bọt chấm bèo trôi nổi giữa dòng sông cả. Phận tôi giờ cũng không khác gì con chim lạc đàn, ở đây bơ vơ lẻ loi không người thân thuộc, lại bị sa vào chốn lầu xanh. Xin dám mạo muội nhờ sự giúp đỡ của chàng. Nếu chàng giúp tôi thoát được cuộc sống ô nhục này thì công lao ấy giống như giúp tôi được cải tử hoàn sinh, về sau xin muôn lần được báo đáp. Từ câu 1101 đến câu 1104, lặng nghe tủm tỉm gật đầu, ta đây nào phải ai đâu mà rằng, nàng đà biết đến ta chăng, bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi. Chú giải 73, tủm tỉm là cười không mở miệng, chỉ thấy cử động đôi môi một cách kín đáo. Cái cười tủm tỉm của Sở Khanh ở đây như muốn nói với Kiều rằng: ta giúp nàng vì lòng hào hiệp, chứ tính gì đến chuyện trả ơn. Chú giải 74, bể trầm luân là cảnh khổ, do chữ trầm luân khổ hải. Trầm luân là chìm đắm, khổ hải là biển khổ. Theo thuyết của nhà Phật, nỗi đau của con người nơi cõi trần nhiều như nước 4 biển, nên ví cõi trần là biển khổ, trầm luân khổ hải là chìm đắm trong biển khổ. Bể trầm luân trong Phật giáo chỉ cõi trần, còn trong câu Kiều chỉ những cảnh khổ ải của con người. Bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi. Giả sử nếu Sở Khanh cứu được Kiều là có thể nói cứu nàng thoát khỏi bể trầm luân hay bể khổ, hay thoát khỏi cuộc sống buồn tủi ô nhục nơi lầu xanh. Nhưng chàng Sở lại nói bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi, ý là Sở Khanh muốn lấp bằng bể khổ để không còn nỗi khổ, nỗi bất hạnh trên đời. Thì khi ấy chàng ta mới hạ lòng, tức không chỉ giúp đỡ Kiều mà Sở còn muốn giúp người khác, để khi nào cho hết nỗi khổ, nỗi bất hạnh trên đời. Đó như là lý tưởng sống. Trên thực tế Sở Khanh khoác loác như thế để lừa Kiều. Lặng nghe tủm tỉm gật đầu, ta đây nào phải ai đâu mà rằng, nàng đà biết đến ta chăng, bể trầm luân lấp cho bằng mới thôi. 4 câu ý là Sở Khanh ngồi lặng lẽ nghe và tủm tỉm gật đầu khi nghe nàng nói đến chuyện báo đáp. Sở nói ta đây đâu phải ai đâu mà nàng nói chuyện ơn trả, phải chăng nàng chưa biết ta thôi, chứ ta đây luôn nguyện sống giúp đỡ tất cả mọi người, để khi nào không còn khổ sở bất hạnh trên đời thì thôi. Câu 1105 và câu 1106, nàng rằng muôn sự ơn người, thế nào xin quyết một bài cho xong. Chú giải 75, muôn sự ý nói mọi việc. Chú giải 76, quyết một bài là quyết một phương pháp, một cách thức, một biện pháp. Nàng rằng muôn sự ơn người, thế nào xin quyết một bài cho xong. Hai câu ý là Kiều đáp lại với Sở Khanh rằng mọi việc nhờ ơn người lo giúp cho, vậy người định làm thế nào xin cho biết rồi quyết làm ngay đi. Từ câu 1107 đến câu 1112, rằng ta có ngựa truy phong, có tên dưới trướng vốn dòng Kiệt Nhi, thừa cơ lẻn bước ra đi, 36 trước trước gì là hơn. Dù khi gió kép mưa đơn, có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì. Chú giải 77, ngựa truy phong, truy phong là theo gió, ngựa truy phong là ngựa đuổi theo gió, ý nói ngựa tốt, ngựa khỏe, chạy nhanh. Chú giải 78, tên dưới trướng là đứa hầu tớ thân đứng hầu dưới màn, ta thường gọi là thủ hạ hay trướng hạ. Chú giải 79, kiện nhi, kiện là khỏe, nhi là người, kiện nhi tức là người có sức vóc khỏe mạnh. Chú giải 78, thừa cơ
là nhân dịp may, cơ hội tốt. Chú giải 81, 36 trước hay 36 kế, tam thập lục kế hay tam thập lục sách, là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại. 36 kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc Triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách. 36 trước chỉ chung các mưu trước, ví dụ các trước như vây ngụy cứu Triệu, Dương Đông kích Tây, Điệu Hổ ly Sơn, Tẩu Vi thượng sách, vân vân. 36 trước chỉ là hơn, đời Nam Bắc Triều, Đàn Công bảo Vương Kính Tắc rằng tam thập lục kế, Tẩu Vi thượng sách, tức là trong 36 trước chạy trốn là hay nhất. Chú giải 82, gió kép mưa đơn, là thành ngữ diễn tả mưa gió tơi bời liên tiếp đổ xuống trên đầu con người, nghĩa sâu xa chỉ những sự tai ương dồn dập kéo đến. Chú giải 83, cơn cớ, là liên quan đến rằng ta có ngựa truy phong, có tên dưới trướng vốn dòng Kiện Nhi, thừa cơ lẻn bước ra đi. 36 trước gì là hơn, dù khi gió kép mưa đơn, có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì. 6 câu ý là Sở Khanh nói với Kiều rằng ta có ngựa truy phong, lại có tên thuộc hạ vốn là dòng dõi Tráng Kiện, đây lại là dịp tốt để trốn đi. Ta đã nghĩ đủ cách, chỉ có cách này là hay hơn cả. Nếu gặp bất trắc hay tai ương xảy đến thì có ta đây, nàng sẽ không sao cả. Từ câu 1113 đến câu 1116, nghe lời nàng đã sinh nghi, song đà quá đỗi quản gì được thân, cũng liều nhắm mắt đưa chân mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Chú giải 82, sinh nghi tức là đâm ra nghi ngờ. Sinh ra nghi ngờ trong trường hợp này có thể do Kiều nghe Sở Khanh nói hơi hoanh hoang, liệu có làm được gì không. Cũng có thể Kiều nghi ngại, lo sợ chuyện chạy trốn, liệu có ổn không, có gặp bất trắc không, liệu chàng Sở mới quen có đáng tin hay không. Có lẽ trong đầu Kiều chờ đợi việc Sở Khanh sẽ dùng tiền để chuộc nàng, để cứu nàng, chứ không phải việc tẩu trốn đầy nguy hiểm. Chú giải 83, quá đối tức là quá mức. Chú giải 84, quản gì trong trường hợp này đồng nghĩa với quản bao. Chú giải 85, nhắm mắt đưa chân là thành ngữ ý nói đành làm liều, phó mặc cho số phận, cho sự may rủi. Chú giải 86, con tạo là từ chữ tạo nhi hay hóa nhi, dùng để chỉ tạo hóa hay ông trời. Chú giải 87, xoay vần tức là thay đổi lần hồi. Nghe lời nàng đã sinh nghi, song đà quá đỗi quản gì được thân, cũng liều nhắm mắt đưa chân mà xem con tạo xoay vần đến đâu. 4 câu ý là nghe Sở Khanh nói đến chuyện chạy trốn với Sở, nàng cũng cảm thấy e ngại nghi ngờ, nhưng việc đã lỡ cậy nhờ Sở Khanh rồi, thôi thì đành liều phó mặc cho sự may rủi, chứ không biết làm sao nữa. Nàng tự nhủ để xem ông trời còn đưa đẩy mình đến đâu. Câu 1117 và câu 1118 cùng nhau lẻn bước xuống lầu, song song ngựa trước ngựa sau một đoàn. Chú giải 88, lẻn là đi một cách kín đáo không để ai biết. Cùng nhau lẻn bước xuống lầu, song song ngựa trước ngựa sau một đoàn. Hai câu ý là Kiều và Sở Khanh cùng nhau lẻn bước xuống lầu, rồi cùng lên ngựa, kẻ trước người sau đi thành một đoàn. Từ câu 1119 đến câu 1122, đêm thu khắc lậu canh tàn, gió cây trút lá trăng ngàn ngậm gương, lối mòn cỏ nhợt mù sương, lòng quê đi một bước đường một đau. Chú giải 89, đêm thu là đêm mùa thu. Chú giải 90, khắc lậu là cái đồng hồ, khắc là chạm khắc, lậu là thấm ra ngoài. Ngày xưa người ta dùng một cái bình bằng đồng, trong có để một cái thẻ khắc từng độ để chia thời gian. Bình đựng đầy nước, đáy bình có xoay lỗ, nước thấm ra ngoài cứ vơi dần, và người ta chỉ nhìn vào thẻ để xem giờ. Chú giải 92, canh tàn là lúc trời sắp sáng, đêm gần hết.
Chú giải 93, ngàn nghĩa là rừng. Trăng ngàn ngậm gương là cây rừng đã che khuất một phần ánh trăng, viết thôi cho rõ là cây ngàn ngậm gương, gương ở đây chỉ mặt trăng. Chú giải 94, cỏ nhợt mù sương là màu xanh của cỏ nhợt đi vì bị che phủ bởi sương mù. Chú giải 95, lòng quê là lòng hướng về quê hương, lòng thương nhớ quê hương. Ở đây có thể phong cảnh đồng nội hai bên dọc đường Kiều đi trốn cùng Sở Khanh làm nàng luyến nhớ đến quê hương. Cũng có thể do nàng đi trốn nên tưởng tượng sắp được về nhà nên sinh lòng hồi hộp nhớ quê. Đêm thu khắc lậu canh tàn, gió cây trút lá trăng ngàn ngậm gương, lối mòn cỏ nhợt mù rương, lòng quê đi một bước đường một đau. Bốn câu có thể viết lại bằng văn chuôi như sau: lúc bấy giờ đêm thu đang tàn canh, những cơn gió thổi làm lá vàng trút xuống, trăng đá xế xuống thấp trên đỉnh non ngàn, hai bên đường những ngọn cỏ nhợt nhạt đẫm hơi sương. Càng đi nàng lại thấy quê hương đang hiện về gần trong lòng nàng, làm Kiều càng thêm cồn cào luyến nhớ. Từ câu 1123 đến câu 1126, tiếng gà sao xác gáy mau, tiếng người đâu đá mé sâu dậy dàng, nàng càng thổn thức gan vàng, Sở Khanh đã ré dây cương lối nào. Chú giải 96, sao xác là tiếng động rộn lên từ nhiều phía xen lẫn nhau. Chú giải 97, gáy mau là gáy dồn dập. Chú giải 98, dậy dàng là xôn xao ồn ào nổi lên. Chú giải 99, thổn thức là bồn chồn không yên trong lòng. Chú giải 100, gan vàng chỉ lòng dạ, chữ vàng được thêm cho đẹp lời. Chú giải 101, rẽ dây cương tức là rẽ ngựa, thúc dây cương cho ngựa rẽ đi lối khác, Sở Khanh cố ý rẽ lối khác để bỏ Kiều lại một mình. Tiếng gà sao xác gáy mau, tiếng người đâu đá mé sâu dậy dàng, nàng càng thổn thức gan vàng, Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào. Bốn câu ý nói tiếng gà gáy mỗi lúc một rộn lên dồn dập từ mọi hướng, bỗng đâu lại có tiếng người nổi lên ồn ào từ mé sau, làm nàng càng thêm bồn chồn lo lắng. Đương lúc ấy Sở Khanh thúc dây cương dục ngựa rẽ lối đi đâu mất. Từ câu 1127 đến câu 1130, một mình không biết làm sao, dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng, hóa nhi thật có nỡ lòng, làm chi dày tía vỏ hồng lắm nau. Chú giải 102, bước thấp bước cao là thành ngữ tả dáng đi không vững, chân bước không đều do vội vàng hay do sợ hãi điều gì đó. Chú giải 103, dặm rừng là đường rừng, lối đi trong rừng. Chú giải 104, hóa nhi nghĩa là con tạo, do bởi bốn chữ tạo hóa tiểu nhi, ví ông tạo hay ông trời như một đứa trẻ đã biến hóa nhiều việc bất ngờ như trò chơi, trò đùa trẻ con. Chú giải 105, nỡ lòng là nỡ nào đang tâm làm những việc trái với tình cảm, đạo đức của con người. Chú giải 106, dày tía vò hồng là dày vò những đóa hoa màu tía, màu hồng, ý nói làm khổ sở người con gái đẹp. Chú giải 107, lắm nao cũng giống nghĩa lắm nao. Một mình không biết làm sao, dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng, hóa nhi thật có nỡ lòng, làm chi dày tía vỏ hồng lắm nâu. Bốn câu ý là còn trơ trọi một mình, nàng Kiều chẳng biết làm thế nào được nữa, đành phóng ngựa đi bừa, bước thấp bước cao trên lối đường khập khễnh trong rừng. Trời ơi, sao ông nỡ đăng tâm dày vò người con gái trẻ như thế. Hết phần 21 đọc và chú giải truyện Kiều. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy hữu ích, xin like, comment, share và đăng ký kênh để xem sớm nhất những video mới của kênh và giúp kênh luyện tua gai đến được với nhiều người có cùng đam mê